Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Bản tin tuổi trẻ Nghệ An tháng 11 năm 2019 của Tỉnh đoàn Nghệ An. Chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung chính sau đây. Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ hội, cán bộ, hội viên và thanh niên. Nghệ An tuyên dương 20 điển hình thanh niên tôn giáo tiêu biểu. Thí sinh đại diện Nghệ An đạt giải nhì hội thi báo cáo viên giỏi toàn quốc 2019. Nghệ An tổ chức liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm 2019 với chủ đề phòng chống đuối nước ở trẻ em. Gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia cuộc thi tìm hiểu luật phòng chống tác hại của thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên thanh niên. Các cơ sở đoàn tiếp tục sôi nổi tổ chức các hoạt động. Với mong muốn tạo ra không khí thi đua sôi nổi trong các cấp bộ hội, cán bộ hội viên và thanh niên, cụ thể hóa phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi, đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khai mạc hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Nghệ An vào ngày 17 tháng 11. Tự hào truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng và những cống hiến hy sinh của biết bao thế hệ cha anh, thanh niên Nghệ An luôn nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, đoàn kết xung kích sáng tạo, phát huy hiệu quả vai trò và sức mạnh đoàn kết của thanh niên. Các cấp bộ hội trong toàn tỉnh đã chú trọng triển khai các chương trình phong trào tạo môi trường tốt cho thanh niên rèn luyện, trải nghiệm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, sáng tạo tham gia phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, phong trào Tôi yêu Tổ quốc tôi được triển khai rộng rãi, thu hút và đi sâu vào đời sống của các bạn trẻ, cổ vũ, thôi thúc và hiệu triệu đông đảo thanh niên thể hiện lòng yêu nước bằng những hành động cụ thể. Nghệ An là một trong 10 địa phương của cả nước được tổ chức điểm hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi năm 2019. Tại buổi lễ, lãnh đạo tỉnh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Tỉnh đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh trao 40 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Doanh nghiệp trẻ tỉnh đã trao tiền hỗ trợ xây dựng nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trước đó, đoàn đại biểu đã dâng hương, dâng hoa tại khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, huyện Nam Đàn và báo công về anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, những thành tích đạt được trong công tác hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ qua. Chặng tiếp theo của hành trình là tỉnh Điện Biên. Hưởng ứng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi do Trung ương Hội phát động, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024, sáng ngày 21 tháng 11, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức lễ tuyên dương điển hình thanh niên tôn giáo tiêu biểu năm 2019. Đây là hoạt động nhằm biểu dương tôn vinh cán bộ, hội viên, thanh niên tôn giáo tiêu biểu có nhiều đóng góp tích cực trong công tác đoàn, hội tại cơ sở và phong trào thanh niên tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội tại địa phương, từ đó nâng cao hiệu quả công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên vùng đông đồng bào có đạo, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết trong cộng đồng lương giáo. Phát biểu tại lễ tuyên dương, đồng chí Chu Đức Thái, Phó Bí thư tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh ghi nhận lực lượng thanh niên tôn giáo trong thời gian qua đã nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách để khẳng định vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện trên mọi mặt trận. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao thưởng cho 20 thanh niên tôn giáo tiêu biểu là hạt nhân của nhiều phong trào hành động của thanh niên tôn giáo trên địa bàn tỉnh hiện nay, có nhiều đóng góp trong công tác đoàn, hội và phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Xuất sắc vượt qua 129 thí sinh của vòng sơ khảo và 90 thí sinh của vòng bán kết, thí sinh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là một trong 12 báo cáo viên xuất sắc nhất tại vòng chung kết Hội thi báo cáo viên toàn quốc lần thứ 2 năm 2019 do Trung ương Đoàn tổ chức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với chủ đề Sáng mãi niềm tin với Đảng. Đây là 90 thí sinh xuất sắc nhất đại diện cho lực lượng đoàn viên, thanh niên trên cả nước được tuyển chọn qua hàng trăm hồ sơ vòng sơ khảo với nhiều tiêu chí khắt khe. Cụ thể, các thí sinh cần đảm bảo các tiêu chí về đạo đức, trình độ học vấn, trình độ lý luận chính trị, có năng lực kiến thức chuyên môn, hiểu biết nghiệp vụ tuyên truyền miệng, trách nhiệm với công việc và am hiểu địa bàn, có kiến thức tổng hợp tốt, tư duy nhạy bén, có nhiều sáng kiến trong phương thức tiếp cận, tuyên truyền cho đoàn viên, thanh thiếu nhi trong thời kỳ công nghệ 4.0. Tại vòng bán kết, tỉnh Nghệ An có hai đại diện được chọn lựa tham gia, trong đó đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, giảng viên khoa Nhà nước và Pháp luật, Bí thư Đoàn Thanh niên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An là một trong 12 báo cáo viên xuất sắc nhất lọt vào vòng chung kết hội thi. 12 thí sinh xuất sắc sẽ bốc thăm chia bảng tham gia báo cáo trực tiếp tại cơ sở, lựa chọn 6 thí sinh tham gia chung kết tranh xếp hạng. Vòng chung kết xếp hạng với 4 phần thi: báo cáo thực tế tại cơ sở, người truyền lửa, thành vận khéo và thử tài tranh biện với kỹ năng xử lý tình huống, khả năng lập luận sắc bén và cách trình bày lôi cuốn người nghe. Đồng chí đã hoàn toàn chinh phục được ban giám khảo và giành giải nhì chung cuộc. Được ban tổ chức liên hoan trao tặng bằng khen của Ban chấp hành Trung ương Đoàn và giải thưởng trị giá 10 triệu đồng.
Thưa quý vị, vừa qua tại thành phố Vinh, 60 tuyên truyền viên là các em thiếu nhi thuộc 6 đội tuyên truyền mầm non xuất sắc nhất đến từ 4 tỉnh Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Nghệ An tham gia liên hoan các đội tuyên truyền mầm non năm 2019 với chủ đề phòng chống tai nạn đuối nước ở trẻ em. Dưới hình thức sân khấu hóa tuyên truyền, các tuyên truyền viên nhí đã thể hiện sự sáng tạo của mình bằng nhiều hình thức khác nhau như kịch, đố vui, thơ ca, hò ve ca hát. Các tiết mục dự thi liên hoan năm nay được đầu tư công phu, bài bản về nội dung, hình thức. Cùng với lối diễn xuất tự nhiên, chân thật, dí dỏm của các em đã thể hiện rõ tính đặc thù của từng địa phương và truyền tải thành công nhiều thông điệp ý nghĩa. Thông qua các hoạt động của liên hoan, các em thiếu nhi có cơ hội trao dồi kiến thức, kỹ năng, tăng cường sự giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển biến nhận thức và kỹ năng cho bản thân mình, đồng thời nâng cao ý thức và trách nhiệm của mỗi gia đình về thực trạng và hệ quả của tai nạn đuối nước ở trẻ em hiện nay. Cùng với đó, tăng cường bồi dưỡng những kỹ năng phòng chống đuối nước trẻ em và luật trẻ em năm 2016. Kết thúc liên hoan, đội tuyên truyền mầm non đến từ liên đội trường trung học cơ sở Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An đã đạt giải nhất liên hoan các đội tuyên truyền mầm non năm 2019. Gần 1.000 đoàn viên thanh niên tham gia tìm hiểu luật phòng chống tác hại thuốc lá và sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên thanh niên. Nhận thức được tác hại của thuốc lá, đặc biệt là thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước, nhằm tuyên truyền vận động tới các bạn học sinh, đoàn viên thanh niên về tác hại cũng như cách đối phó với thuốc lá. Chiều ngày 11 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ tỉnh đoàn phối hợp tổ chức cuộc thi tìm hiểu và truyền thông luật phòng chống tác hại của thuốc lá, sáng kiến phòng chống tác hại thuốc lá trong đoàn viên thanh niên năm 2019 tại huyện Yên Thành. Tại chương trình, các đoàn viên thanh niên được tìm hiểu về tác hại luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Ban tổ chức lựa chọn 100 đoàn viên thanh niên đến từ các trường trung học phổ thông trên địa bàn huyện Yên Thành tham gia cuộc thi tìm hiểu dưới hình thức rung chuông vàng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba cho các học sinh có thành tích xuất sắc nhất. Các cơ sở đoàn hội sôi nổi để tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2019-2024. Nhằm góp phần thay đổi hành vi của con người trong việc săn bắt, buôn bán và sử dụng động vật hoang dã, phổ biến tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học, Ban Thường vụ huyện đoàn Con Cuông phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện và Vườn Quốc gia Pù Mát tổ chức thành công hội thi truyền thông bảo vệ động vật hoang dã năm 2019. Sau 3 tháng triển khai, có 30 liên đội các trường tiểu học, trung học cơ sở đã gửi bài dự thi. Ban tổ chức lựa chọn 5 bài thi được đăng tải trên fanpage Cùng tôi bảo vệ rừng Pù Mát và Tuổi trẻ Con Cuông. Căn cứ vào kết quả bình chọn, ban tổ chức dự kiến trao 1 giải nhất cho trường tiểu học Chi Khê, 1 giải nhì, 3 giải ba và 10 giải khuyến khích. Dịp này, Ban Thường vụ huyện đoàn Con Cuông đã phát động các cơ sở đoàn đồng loạt ra quân các hoạt động nhằm đẩy mạnh hiệu quả mô hình cổng trường an toàn giao thông, thực hiện tuyên truyền hướng dẫn phụ huynh đỗ và dựng xe ngăn nắp khi đưa đón các con tại cổng trường, nhất là trường mầm non và trường tiểu học. Ra quân ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, tổ chức chương trình ngoại khóa tiếng Anh cho học sinh tại các liên đội trường học. Chiều ngày 14 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Thị đoàn Thái Hòa phối hợp tổ chức chương trình Ngày hội Thanh niên năm 2019 với chủ đề Tuổi trẻ sắt son niềm tin với Đảng. Chương trình đã tuyên dương 5 đảng viên trẻ, 4 giáo viên trẻ tiêu biểu và 8 thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác trên các lĩnh vực và ra mắt câu lạc bộ doanh nhân trẻ và thanh niên làm kinh tế giỏi gồm 24 thanh niên. Sáng ngày 16 tháng 11 năm 2019 tại sân vận động xã Thanh Đồng, Ban Thường vụ huyện đoàn tổ chức giải bóng đá tranh cúp An Phú Quý năm 2019. Giải bóng diễn ra trong 2 ngày từ ngày 16 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019, quy tụ 8 đội tuyển tham gia với hơn 120 cầu thủ là đoàn viên thanh niên, học sinh đến từ các trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên địa bàn huyện. Giải đấu được chia thành 4 cặp thi đấu theo hình thức loại trực tiếp và chọn ra 4 đội thắng vào vòng bán kết, chung kết. Giải bóng đá là dịp để đoàn viên thanh niên khối trường học trên địa bàn huyện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tạo sân chơi lành mạnh cho phong trào thể dục thể thao huyện nhà. Ban Thường vụ Thành đoàn Vinh đã tổ chức giải bóng đá cán bộ đoàn viên giáo viên khối trường học thành phố Vinh lần thứ 7 năm 2019 trong 3 ngày, từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 17 tháng 11 năm 2019 tại sân bóng trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bộ Châu. Với tinh thần thể thao cao thượng, các cầu thủ đã cống hiến cho khán giả những pha bóng đẹp, đậm chất kỹ thuật, những trận đấu kịch tính, hấp dẫn. Các đội bóng tham gia giải có sự đầu tư, tập luyện chu đáo, chất lượng chuyên môn của các đội tương đối đồng đều. Lực lượng cổ động viên tham gia cổ vũ nhiệt tình, hào hứng hết mình đã tạo nên không khí sôi nổi, đoàn kết cho giải đấu. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao chức vô địch cho trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ và trao 1 giải nhì, 2 đồng giải ba, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải, danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất giải cho các tập thể và cá nhân.
Cũng trong dịp này, Ban Thường vụ Thành đoàn chỉ đạo đoàn cơ sở 25 đơn vị phường, xã trực thuộc tổ chức rà soát, đẩy mạnh hoạt động mô hình cổng trường an toàn giao thông tại các điểm trường trên địa bàn thành phố và các hoạt động kẻ vẽ khu vực dừng đỗ xe đạp, ra quân hướng dẫn phụ huynh dừng đỗ xe đúng nơi quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước khu vực cổng trường trong các thời điểm đưa đón học sinh. Ngày 16 tháng 11 năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Quỳ Châu chỉ đạo trường Trung học phổ thông Quỳ Châu tổ chức cuộc thi dân vũ với chủ đề Tôi yêu Tổ quốc tôi. Với sự tham gia của hơn 1.600 đoàn viên thanh niên toàn trường, kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì và giải ba. Cũng trong dịp này, ngày 2 tháng 11 năm 2019, Huyện đoàn Quỳ Châu phối hợp tổ chức chương trình Rung chuông vàng với chủ đề Tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vì thanh niên, thanh niên. Với sự tham gia của 100 thí sinh, đại diện cho 1.600 học sinh toàn trường, kết quả em Nguyễn Khánh Chi, lớp 11D xuất sắc giành giải nhất và rung chuông vàng. Hưởng ứng hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi, ngày 7 tháng 11 2019, Chi đoàn Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức lễ khởi công xây dựng, trao tặng một nhà nhân ái cho chị Trần Thị Hệ, xóm 5, xã Hương Xuân, huyện Hưng Nguyên trị giá 40 triệu đồng. Bản tin Tuổi Trẻ Nghệ An đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Để xem các số tiếp theo của chương trình, mời quý vị vui lòng truy cập vào website www.tinhdoangheang.vn hoặc Facebook Tỉnh đoàn Nghệ An. Xin cảm ơn công ty truyền thông Vinh Media đã tài trợ thực hiện chương trình này. Xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.